Chờ em mở bên đây nè, anh bấm cái mod bên này, nó chuyển đổi. Dạ. Rồi đó, nó vô. Máy em luôn. Dạ, không không, anh mở máy anh á. Dạ. Rồi nó lên á. Dạ, lên nhạc. Lớn nhỏ mình chỉnh đây luôn ha anh. Dạ, lớn nhỏ luôn. Anh đó, anh bấm vô là nó tắt âm thanh. À, tắt âm thanh luôn. Bấm quyết là tắt luôn không? Khoan khoan khoan, đây nè. Để em chỉ cho. Nè, bên đây là volume này ha. Mình bấm vô là nó sẽ tắt âm thanh. Còn mình bấm nó lên xuống là lớn nhỏ. Dạ. Chỗ này gạt lên xuống là chuyển đổi bài. Dạ dạ. Nét qua đúng không? Dạ. Chuyển đổi bài, dạ. Dạ, anh mở hết volume. Mở hết điện thoại rồi, thử volume. Dạ. Volume của xe còn lên nè. Giấc chiều lung linh muôn hoa vàng, trời tiên nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đám môi đồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Thì cái này nó không có M, nó ớt anh. Tùy theo số của dòng xe này này. Dạ đúng rồi, nó có chữ ớt á. Mình gạt có chữ ớt rồi. Dạ đúng rồi. Dạ.